Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường đang đứng ở ngày 6 tháng 10 năm 2023, thì chương trình bán hàng bên Cường vừa mới họp với lại For Việt Nam để cụ thể cái chương trình bán hàng cho các dòng xe Ford Ranger. Khi khách hàng mua xe ở thời điểm tháng 10 2023, chúng ta sẽ có những chương trình ưu đãi hấp dẫn gì? Cụ thể đối với lại phòng Ford Ranger, chúng ta ở Việt Nam sẽ có tất cả đâu đó 6 phiên bản Ford Ranger: Raptor, Wildtrak, Sport, XLS, AT 2 cầu, XLS, AT 1 cầu và phiên bản Ford Ranger XL số sàn 2 cầu. Thì đối với lại những cái dòng xe này, khi chúng ta cộng dồn các chương trình khuyến mãi ở thời điểm hiện tại, cụ thể giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp tại Việt Nam, giảm giá từ đại lý, giảm giá từ nhà máy và giảm giá phụ kiện, thì cụ thể các bạn sẽ có một cái chương trình, một cái mức giá lăn bánh cho tỉnh và thành phố các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Và cần đặc biệt lưu ý với quý khách hàng như sau: chương trình bán hàng nó có thể thay đổi, thậm chí là từng ngày, từng tuần hoặc trong một tháng có nhiều các chương trình khác nhau, thì ở thời điểm quý khách hàng xem video nó có thể là mỗi cái thời điểm khác nhau, cho nên để biết được cái mức giá chính xác hoặc là một cái mức giá tốt hơn, các bạn cứ gọi điện thoại cho bên Cường để Cường sẽ hỗ trợ cho các bạn cái mức giá lăn bánh chính xác ở cái khu vực của các bạn này, ở cái thời điểm mà các bạn xem video này. Tùy vào cái thời điểm các bạn chốt xe, bên Cường sẽ có những cái chương trình hỗ trợ tốt hơn cho quý khách hàng. Và chương trình của bên Cường nó sẽ rất là linh động. Quý khách hàng có thể là chọn giảm toàn bộ tiền mặt, hoặc là tặng phụ kiện, hoặc là chọn những cái phụ kiện theo nhu cầu mong muốn của quý khách hàng đối với lại từng dòng xe khác nhau, chứ không phải là bên Cường áp đặt một cái chính sách mà khách hàng buộc phải tuân theo cái chính sách đó, mà cái chính sách bên Cường nó sẽ linh động thay đổi theo từng khách hàng khác nhau để phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng xe của các bạn. Cho nên các bạn hãy lưu ý giúp Cường ở cái thời điểm các bạn xem video, tốt nhất cứ gọi điện thoại Cường, Cường sẽ hỗ trợ cho các bạn một cái mức giá tốt hơn rất nhiều và phù hợp với lại nhu cầu sử dụng xe của từng khách hàng khác nhau. Thứ hai đó là để đáp ứng được cái nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng theo mong muốn, thì bên Cường có đầy đủ tất cả những cái phụ kiện để đáp ứng cho khách hàng khi khách hàng mua xe bên Cường. Với những cái phụ kiện này, Cường có 4 lưu ý cho quý khách hàng. Cái lưu ý thứ nhất là tất cả những cái phụ kiện bên Cường đều là phụ kiện chính hãng. Thứ hai là những cái phụ kiện này đều được đảm bảo chất lượng và khuyến cáo sử dụng bởi Ford Việt Nam. Tại sao nó lại như vậy? Bất cứ những cái phụ kiện gì khi lắp đặt lên xe của chúng ta, nó đều ảnh hưởng đến những cái cơ cấu hoạt động ở trên xe, hệ thống điện ở trên xe, thì không ai khác ngoài nhà máy hiểu rõ chiếc xe này bằng nhà máy, cái người sản xuất ra chiếc xe các bạn. Cho nên là người ta đã đo lường, cùng nói ví dụ như hệ thống điện đi, bất cứ những cái hệ thống điện gì lắp đặt lên xe, người ta phải đo là cái chỉ số tiêu thụ dòng điện, cường độ, hộp cầu trì, bình ắc quy, các thứ nó có phù hợp với lại cái xe không, để khi lắp đặt những cái phụ kiện nó lên, mọi thứ nó hoạt động một cách trơn tru và an toàn, tránh những cái trường hợp xảy ra tình trạng là quá tải, chập, cháy nổ rất nguy hiểm các bạn. Các bạn để ý những chiếc xe mà độ trễ các thứ bị cháy nổ rất nguy hiểm các bạn. Cho nên là hãy cứ lắp đặt những cái phụ kiện chính hãng để đảm bảo cái sự an toàn cho chính chúng ta các bạn. Chứ đừng tiếc một vài triệu mình mang ra ngoài cho nó rẻ hơn được chút, nhưng mà mình không biết được cái chất lượng nó như thế nào. Cái đó là một điều rất là đáng tiếc. Cái thứ ba nữa là bên Cường có chính sách giảm giá phụ kiện thêm cho quý khách hàng ngoài cái việc giảm giá xe ra nha. Tức là nếu mà các bạn lắp đặt càng nhiều phụ kiện thì bên Cường có những chính sách giảm giá chiết khấu cho bạn từ 5 cho đến 30%. Cường nói ví dụ nếu các bạn gắn 50 triệu tiền phụ kiện thì các bạn nếu được giảm 30% thì các bạn chỉ chi trả 35 triệu cho cái đống phụ kiện 50 triệu mà thôi. Tức là giảm giá rất nhiều. Và cái thứ tư nữa, đó là trên thị trường có rất nhiều loại phụ kiện kể cả ở trong hãng các bạn. Cường nói ví dụ nha, nếu các bạn xem một cái báo giá hay là một ai đó nói là tặng hoặc là bán cho các bạn một cái món hàng gì đó, các bạn phải biết được chính xác cái loại đó là loại gì. Cường nói ví dụ như đơn cử như cái phim cách nhiệt đi. Phim cách nhiệt 3 triệu có, 5 triệu, 10 triệu, thậm chí mười mấy, 20 triệu cũng có các bạn. Tại sao cái số tiền nó chênh lệch nhau nhiều như vậy? Không phải là rẻ hay mắc đâu các bạn, tiền nào của đó. Cái phim cách nhiệt mà nó càng cao thì những cái chỉ số chống tia UV, tia hồng ngoại, tia cực tím nó càng lớn các bạn. Thì lúc đó cái số tiền mình bỏ ra càng nhiều thì mình nhận được cái chất lượng nó phải tương xứng. Chứ đừng nghe ở tặng nhưng mà mình không biết tặng cái loại gì,
Ví dụ như tặng cái loại 2-3 triệu thôi, anh bỏ tiền thêm để anh lắp cái loại cho nó xịn sò, anh đi cho nó lâu dài luôn. Chứ Cường đã bắt gặp những cái tình huống xe đến bên Cường bảo dưỡng nè, hay xong nói với Cường, ồ sao cái phim cách nhiệt của nó nóng như vậy em. Thì lúc đó Cường cũng đâu biết đâu, Cường hỏi là cái xe anh mua ở đâu và cái phim này anh dán ở đâu. Vì nghe khách hàng nói là được tặng đó, nhưng mà Cường không biết có phải thực hư là tặng không, mà tặng loại gì thì Cường không thể biết được. Thì lúc đó Cường chỉ có một cách duy nhất thôi, lấy máy đo. Thì đo những cái chỉ số chống tia UV, tia hồng ngoại, tia cực tím ở trên xe á, nó cực kỳ thấp luôn. Đấy, show cho khách hàng xem những cái thông số này, anh nó như vậy, nó nóng là đúng rồi anh. Bởi vì một cái bộ phim thì cái chất lượng này phải nói là quá kém. Lúc đó là phải lột ra hết, rất mất thời gian và công sức, rồi dán lại một cái bộ phim mới, đắt tiền hơn rất là nhiều, chi phí cao hơn. Lúc đó đo lại thực tế một lần nữa, cái chỉ số nó cao gấp 3, gấp 4 lần luôn các bạn. Thì lúc đó là khách hàng mang xe về sử dụng kêu, ồ, đúng là nó mát thật các bạn. Thì đó, tiền nào của đó thôi, những cái con số nó sẽ không biết nói dối và nó sẽ nói lên tất cả những cái chất lượng của cái bộ phim nó như thế nào. Cho nên các bạn hãy đặc biệt lưu ý giúp Cường. Đó là tất cả những gì mà Cường muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Cường xin nhắc lại cái mức giá lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh sau khi giảm chương trình khuyến mãi, các bạn có thể thấy ở trên màn hình, và giá cả chương trình nó có thể thay đổi theo từng ngày, từng tuần, trong một tháng có thể thay đổi vài ba lần. Để biết được chính xác cái mức giá lăn bánh ở cái thời điểm các bạn xem video, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình, để Cường có thể hỗ trợ cho các bạn một cái mức giá tốt hơn và chính xác nhất ở khu vực các bạn lăn bánh và chính xác ở cái thời điểm các bạn mua xe. Cho nên là các bạn đừng tiếp một cuộc gọi điện thoại, hãy gọi cho điện thoại bên Cường để Cường sẽ có thể là hỗ trợ cho các bạn một cái mức giá tốt nhất. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã tin tưởng Cường Auto và Sài Gòn Ford. Cần gì cứ gọi điện thoại cho Cường. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.